Rồi mến chào cô chú chị cho bạn đã đến với kênh của mình. Bữa nay mình cũng có gặp anh tên gì Vinh đấy? Tên Đen. À, anh Đen cũng ảnh cũng là một tay bơi và cũng là dạng như là ban quản trị chủ ở đây. Cái chiếc ghe mình ở đây chạy chiều dài nhiêu anh Đen? Chiều dài ghe mình 30m 7 tấc. Dạ, 30m 7 tấc. Bề ngang là 1m50 không anh? Bề ngang Bề ngang có 1m42. Dạ, bề ngang 1m42 ha. Dạ. Thì bữa nay thợ không làm anh Đen ha? Bữa nay không có làm. Dạ, vậy ghe mình đây cũng hoàn thành khoảng 90% á anh Đen. 99 luôn rồi. 90 thôi. Dạ, 90 đây, cái này còn úp lại mình chắc chai nữa là hang xong ha. Cái này thợ mình tầng ta mạo mình hết luôn anh Đen ha. Ờ, nó làm. Dạ, lên với văn luôn người ta luôn. Người ta nói tới trung tâm mạo chừng nào ghe mình xong thôi đó. Dạ. Đây là kinh phí, là vừa hổm anh nói là kinh phí của tỉnh hỗ trợ ha. Mày chắc chưa đưa tiền đủ đâu. Chắc có cho mình ứng mớ nào anh em? Chưa luôn ha. Dạ. Cái này là chừng nào hoàn thành mới được quá. Hình như nghe chùa nào cũng chưa có đó anh em. Chưa. Dạ, chưa có. Cái này mình dự định mình cua mình khi nào mình tập vậy không anh em? Để qua đồ ta không hay là không, còn khoảng 8 ngày nữa ông lục họp lại ha. Họp lại. Dạ, họp lại. Rồi mới lên lịch mình tập. Dạ. Mà thường thường em thấy ghe bây giờ là tập là qua đồ ta tập nhiều nghe, nhất là ghe mới. Ghe mới bởi vì ghe mới quần thuyền viên mới anh em hiểu không? Ta tập sớm. Giống như năm kia Bạch Bích tập tới 2 tháng mấy đó không? Ghe mới. Rồi cảm ơn anh đã nha. Dạ. Đây chiếc ghe ngon của chủ bích mới. Thuộc địa viện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Thì là ghe chua chủ bích mới chuẩn bị lật ốp ghe để chắc chai và lên mây văn ha. Đó. Đây là phần đầu ghe. Hồi nãy anh Đen có nói với ghe này là 30 mét lẻ mấy đó ha. Cái chiều ngang có 1m4 mấy à. Đây là phần đầu ha. Đây phần đầu ghe ngon của chùa Chùa Bích mới. Như vậy là vài bữa nữa thì anh Đen nói là mới sư dạng như tập học ban huấn luyện ghe ngon mới biết ngày tập ha. Bây giờ chưa biết ngày tập là ngày nào. Ghe này thì theo tôi nghĩ cái ghe này chắc xong chắc xuống thử trước anh Đen ha, giống như thử tốc độ trước không? Thử rồi. Hay là để tới là xuống luôn? Tới mới xuống. Vậy là không có để thử trước luôn không? Dạ. Đây là phần trong ghe của chú bạn ha. Đây. Phần trong ghe. Dạ. Dạ, nó đẹp. Dạ, này mình còn thêm không đang thêm nữa hả? Dạ dạ, thêm nữa không? Dạ. Cái này mình thêm cho cứng anh em ha, thêm cho cứng. Nhầm ghe thì ta đâu có thêm phải không? Đâu có thêm không? Em thấy. Có hả? Ờ, có ở thế. Dạ. Dạ. Cái công này là anh em nói công này là công phụ ha, nói chung công phụ á. À công phụ á. Đóng thêm công phụ. Đây chị gọi đẹp, đang chuẩn bị úp chắc chai và lên qua văn luôn chứ mà ha. Đó. Cái này là chuẩn bị lên mây văn luôn anh Thiện ơi. Chắc chai là lên luôn rồi đó. Chủ bích mới Châu Thành Sóc Trăng. Đây có thay đồ. Đây ha. Đây cũng có bà con ta lại xung quanh nhóc luôn ha. Rồi ghê ha. Đi ghê ngồi chủ bích mới cùng về viện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng. Ồ, bữa nay đi chùa cô. Đây chị ngon của chùa Chùa Bích mới Châu Thành Sóc Trăng. Đây xã Hồ Đắc Kiền. Cái này chạy máy hả anh? Đâu có bơi tay. Cái này 58 rồi. 57 người. 57 người. Dạ. Ngồi bơi. Dạ. Dạ. Ở cô ở đâu mà? Ồ, vậy bữa nay cô đi vô phần ở gầm lớp 7. Dạ. Thôi 57 người. Đây phần lái em chú bạn em. Đây phần lái. Bữa nay anh em có dịp qua đây review một đoạn. Đỡ lắm. Điều ngắn. Nặng quá. 4 tấn vậy mà. 4 tấn mà. Đây phần lái em chú bạn. Đây phần lái của ghe ngon. Cái này nó còn chưa khích vô đâu. Đây phần lái nha.
Thì phần thân, thân ghe. Nghe ghe này chuẩn bị úp cho vô bô chắc chai và lên qua văn luôn chú bà ha. Hả? Chùi từ lúc mới cho thành sức chân. Đây chiếc ghe ngò này do thợ đóng ghe ngò thịt xia đóng các bạn. Đây thịt xia xài đây đây đánh công phụ luôn á thân. Kèm theo theo công phụ bé gái nè cho ghe cứng đó. Cái này đó ừ, 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 ừ. Mà không nghĩ là làm rồi à. Ừ, không phụ. Nghe nhìn rất đẹp ha. Đây con lên con lương đó bạn ha, đọc con lương rồi làm xong rồi. Che bên kia con lương. Đó. Con lương phía bên kia. Đi nó quay con lương lên đẹp đấy. Ờ, à, bà con lương bào hơi đâu đây. Ba. À nó cài đặt quay nổi đó. Ba. Thì là con lương phía bên kia cũng làm xong ha, đợi với để vô mà đóng lương vô nó là coi như là xong ha, để có chỗ mà cầm để mình úp ghe, không có con lương mà không có chỗ cầm rồi. Lấy con lương xong mới cho mới có chỗ cầm mình lật ghe được. Ở đây thợ vẽ nhà luôn á, anh đang chùa mình luôn á, hay sao kêu? Thợ vẽ. Thợ kêu ai đó không biết. Ờ, vậy là thợ ta kêu luôn ha, chứ không phải chùa mình. Dạ. Ghe nhìn nó đẹp ha, này phần đầu ghe. À, ở đây thì có thể nhà chùa sẽ làm cái chỗ đó đó. À, mở chỗ đó ra cho xe ghe xuống sông luôn ha. Ghe xuống sông gần luôn, đó, thẳng bên đó đó. Hàng rào á, chắc sơ cắt hàng rào đó qua, ra. Làm cái cửa bên đó một cái nữa thì ghe sẽ đẩy thẳng xuống sông luôn. Đây đầu phần đầu ghe của chùa Chùa Bút Mới Quỳnh Như Thành Thịnh Sức Trăng. Mình cũng bữa nay mình lại quay thì thợ cũng không có làm, mình sẽ quay một đoạn video ngắn đây cho các bạn xem. Cái đáy này là còn bào nó đó anh em ơi. Úp lên là bào nữa ha. Thắng bữa nay không có quay không? Thắng bữa nay đi quay người chết rồi. Có người chết rồi. Giờ quay người chết không à. Bữa nay thả dịch nè. Bộ lon này á là âm xong là cắt bỏ nó nè. Âm xong đục vô nó còn dài nữa đó, còn bắt lên nữa. Bộ lon này á âm còn dưới lên. Mấy con nào lờn găng cho mình đổi cái bới. Ờ. Thợ nghỉ ha anh. Lấy cục. Lon này thấy cũ quá, sao tao không xài nóc ta? Xài nóc sao chịu nổi không nổi? Ừ. Tao ghe nào xài nóc đâu? Xài sắt không à? Ừ. Ừ. Bữa nay qua thợ cũng nghỉ luôn rồi các bạn ha, lại không có gặp thợ. Thì mình chỉ review chiếc ghe ngò này, cập nhật thông tin ghe ngò Chùa Bút Mới cho cô chú bạn xem nữa ha. Để cô chú bạn xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Xin chân thành cảm ơn cô chú và bạn rất nhiều. Bữa nay mình qua chùa cũng ngay ngày rằm luôn á, ngay ngày rằm, ngày 15 rồi người Việt á thì 16 bữa nay người Kinh, còn người Khmer thì 15 đó bữa nay. Vì mình có dịp mình qua làm review một đoạn thôi, video ngắn cho các bạn xem ha. Hiện tại tôi đang đi là phần lái nha, đây là phần lái nè, lái. Mà thợ chưa bào luôn phần lái ha. Thợ chưa bào. Thợ chỉ lên thôi mà thợ chưa bào. Đây phần lái. Đó. Thì mình cũng kết thúc video ở đây nha. Cô chú các bạn xem nhớ đăng ký kênh Hoàn Toàn TV ủng hộ mình. Mình xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và bạn rất nhiều đã theo dõi clip của mình. Thì chừng nào ghe này úp chắc chai và lên vô văn, mình sẽ cập nhật những video tiếp theo.
Xin chân thành cảm ơn của chú bạn rất nhiều.